Rồi chào anh em đến với kênh Ali Bình Đấu Với Sầu nha. Lâu quá rồi Bình không lên video, nay Bình lên video cho anh em. Kèo này kèo hẹn nha. Kèo này kèo hẹn sổ dừa. Bên đây là Bad Boy với Danh. Còn bên kia là Bự với Đức Quỳnh, Tây Ninh. Điểm 2-0. Anh đang mấy điểm mà cần vú cú lé đó. Anh em nào mà có chưa đăng ký kênh của Bình nhớ đăng ký theo dõi nha. Bây giờ Bình bắt đầu Bình cũng quay lại cho anh em xem mấy kèo bóng chuyền, kèo đấu. Mình không quay kèo quýnh chơi nữa, ít quay kèo quýnh chơi lắm. Kèo đấu mình mới quay, vậy anh em coi mới hấp dẫn. Rồi anh em coi cảm thấy video hay với anh em cho mình một like. Còn không anh em nào mến mình á, mua quần áo ủng hộ mình. Mình có để ở cuối video có mấy mẫu quần áo, quần sọt thể thao này kia, rồi áo thể thao này kia đó. Anh em ưng mẫu nào anh em nhắn Zalo cho mình nha. Mình cũng có để số điện thoại. Điểm hiện tại giờ đang là 2-0. Quá trời, Bad Boy quýnh mấy đòn cú lé ghê quá. Vô nguyên với anh luôn. Vô nguyên với anh luôn. Đánh bóng ngoài của Bự nha anh em. Điểm 3-0. Lực quá. Điểm 3-0. Bên sân ngoài là sân ngoài kia nha anh em. Điểm 4-0. Đánh bóng ngoài của Bad Boy nha, điểm 1-4. Hiện tại sân này là sân của anh Tài, sân chuồng bò ở Gò Vấp á, giờ qua quận 12 rồi anh em. Thì sân này trong hẻm chung cũng khó chỉ á. Anh em chỉ có vô đây anh em biết được vị trí đâu anh em vô được. Nhiều khi vô hẻm nó cũng hơi khó vô, anh em vô một lần là anh em nhớ à. Sân quá đẹp rồi. Sân mấy trụ điện này kia rất là chắc chắn, nhịn khung sân này kia. Trụ điện vòng vòng sân á, đèn đuốc này kia sáng trưng. Đánh bóng ngoài của Bự nha. Điểm 5-1. Kèo này đến 12 điểm nha anh em. Kèo này là kèo hẹn sổ dừa. Điểm 5-1 anh em. Kèo này khả năng chắc có C2. Bên khách thua là khả năng C2 cao lắm.
cánh bên kia cánh Tây Ninh, cánh của Đức. Một pha phản, cánh phản trúng đồng đội. 2-5. Bằng ngày đó ngay lưng em rồi. La lên nó đánh rồi. Điểm 2-5. Đánh bóng ra ngoài của Đức nha. Điểm 6-2 đổi sân. C2 á, C2 mới có cảm giác. Điểm 6-2. Đồ cho anh nó giống vô ta. Ngoài đánh bóng ngoài điểm 7-2. Anh nhìn xa nhìn thấy giống vô lắm, nhìn ngoài tới gần người ngoài. Điểm 7-2 anh em. Thêm một quả bóng ngoài nữa, điểm 8-2. Đánh bóng ngoài của Bad Boy nha. Điểm 3-8. Quá, cái đòn quá dài. Thêm một quả bóng không qua lưới nữa, điểm 4-8. Anh này vô chứ. Anh vô, vô gõ lắm. Em đứng hướng này nè, em thấy nó rớt vô. Điểm 5-8 anh em. Em để nó đi điểm nhiều quá. Ừ, chưa ăn được.
nữa. Chạy nó không kịp. Không câu mình chạy có gì. Thôi ông chửi đâu nha. Kịp cứng cái gì mà cứng cứng như vậy. Trời ơi 22 anh chơi. Thì chắc đi bên tôi là anh cho rồi trời. Rồi anh nhìn đi bên đó ba người luôn em bên trên ba người ai có đồng diễn không có tao quýnh xây chuyển chung quen trời ơi quýnh của lé quýnh cho anh quá khó chịu rồi danh quýnh của lé đó là đơn giản điểm 9-5 cu mày mốt lấy dép á lấy dép lào á em lấy dép lào em chán dễ hơn nhá mấy anh chiếc á mình mang chiếc mình đi mình chà dễ hơn Đức tán cho anh. Đánh bóng ngoài nha, điểm 69. Đủ chưa? 69. Nói trời mưa ta. Ngoài đánh bóng ngoài của bé Boy điểm 79. Bên cánh Tây Ninh, anh cánh của Đức cũng dài quá. Còn hai gấu không? Gắn gượng. Được bỏ 2 năm.
bên kia ngày nào chẳng quên. Đánh bóng ngoài của Đức nha, điểm 17. Pha vuốt của Lé ra ngoài. Đánh bóng ra ngoài nha. Điểm 11-7. Quá trời cho mình đứt tán quá trời khỏi. Đi quá lẹ. Điểm 8-1. Trời chuyển mưa luôn rồi. Đánh bóng ra ngoài của Bếp Boy nha. Điểm mấy ta? 9-11 anh em. Hai bên này cũng đứt nước đó. Kêu gì đây anh? Ai? Trời ơi phát bóng chết luôn. Quá hay cho Đức rồi. Điểm 10-11. Đức đúng là mình biết Đức là từ sinh viên tới giờ luôn anh em. Từ lúc quýnh tay tới giờ luôn. Gác điểm cái nào gác cũng không chịu thua đâu. Hướng tới cuối cùng nữa. Đức nè, hồi đó mình chưa biết á, hồi đó còn sinh viên anh em đi vô Quýnh Lan này kia gặp nhau đụng. Cũng gác điểm Đức mà không thua. Gượng tới ấy luôn á. Ở Quýnh Kỳ cũng vậy nè. Gác đâu 4-5 điểm mà dần Đức kéo lên tới 10-11 luôn. Điểm này 11 đều chắc vui lắm á. Cái tinh thần của thằng Đức nó không giống như mấy anh em khác. Nhiều khi người ta nản, còn Đức nó không có nản đâu. Đức y chang giống như chắc ké vậy đó. Người ta kêu gà tiền. Không nản. Quá căng thẳng này. Điểm này một điều mới căng thẳng dữ nữa. Quá gây cấn rồi. Bò bóng quá gây cấn rồi anh em ơi. Mình ở ngoài mình không có theo. Còn rồi một pha bóng mát của Đức rồi. Kết thúc sẽ banh nha. Điểm 12.
điểm 12-11 bên sân nhà thắng. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh mình nhớ đăng ký theo dõi video kế tiếp nha. Ok, chào anh em, bye bye.